ôi sao, ôi kìa, ôi chân nó cắn chân nó kìa, chạy chạy nó chạy đi, ôi nó cắn chân kìa, chạy đi, chạy đi, ôi cái gì đấy, ôi cái gì đấy, ôi hai bàn tay, ôi chân lên đâu, lên đâu, ôi ôi trời ơi, ôi trời ơi, bay đi thôi, chạy chạy đi. Hôm nay con Hồ Tinh nó phơi nắng trên mái nhà. Cháu nằm hò hay sao ấy? Được, chưa cắn người em. Anh nhìn thấy chưa? Con chú nó hẳn ở trên mái nhà luôn. Hôm nay ăn no nó phơi nắng này. Trời ơi, nắng rất nắng to luôn nhá. Bây giờ mình phải tìm cách bình sẽ tóm lại. Úi sọt nó luôn em này. Nó nhân lúc nó đang chưa tỉnh thì chắc đang nằm phơi nắng, đang kiểu du dương xong rồi tương nó phát không hiểu chuyện gì xảy ra không. Ôi nó biết rồi. Cẩn thận cẩn thận. Tường thế mà không chết. Trúng chưa? Trúng rồi. Trúng rồi mà không biết. Tường vẫn trúng người rồi. Giữ người luôn em ạ. Ôi đi đi dưới bên dưới nào. Ủa cái gì nó xoay từ dưới nữa đây. Ủa nhiều tiếng lắm. Ủa như là cả ổ ra hay sao ấy. Chờ kia. Có phải không? Cả ổ ra dưới rồi. Ê, cái gì vừa thoát đấy? Nắng quá. Cẩn thận đấy. Mái nhà này nó mục nát. Ui, quần như mưa lắm. Ôi trời ơi, ôi chân nó cắn chân nữa kìa. Chạy đi, chạy đi. Ôi nó cắn chân kìa. Ôi mẹ ơi. Ôi nó cắn chân mình em ơi. Tí nữa thì nó chân đấy. Nó đi đi đi. Ôi nó đi đi kìa. Kinh vãi luôn. Ôi đi kinh thế. Ăn gạch kìa. Kinh vãi. Ôi từ nó phát. Ôi không trúng rồi. Trúng rồi. Ôi ăn kìa như kinh đấy. Nhìn nó. Ủa kinh lắm. Ôi nó gặm gặm nó gặm cái gì nữa. Tiêu diệt tôi đi em ơi. Rồi. Ui đấy, có lại thói lên kìa. Cẩn thận em nhá. Chúng rồi. Thôi mạng nhá. Ui ui. Tôi lại lên kìa. Xuống dưới nhanh. Đi cho xuống dưới. Nhanh xuống dưới. Xuống dưới nó dễ đây. Dưới kìa. Nó còn thấy không? Rồi. Mất rồi. Ừ, chạy nhanh thế. Thấy mình xuống cái nào nó cũng chạy mất. Ui kìa. Ui cái đỉnh đỉnh nó ngay. Nó dụ mình đến đấy. Không có gì đâu. Chị chạy chạy nấp kia. Ui ui kìa. Ui ui ui. Ui ui này. Ui. Mấy con. Nó đang rình mình đây. Mấy con. Nó đang rình này. Mấy hiện tại mới có 2 con rồi nó đang rình này. Nó đang rình thế. Nó rình mình đến đấy.
thẳng lắm. Con lắc kinh đấy. Này, nó rình mình đến đấy. Mày có khả năng nó đấy là vừa ăn cái gì đó. Máu kìa, tầm máu kìa. Ui, bị vai. Ui thế vừa ăn thịt người xong rồi. Ăn vừa ăn một à, thử ăn ông lão 60 tuổi hôm trước mà ông ấy đi tìm nó. Săn nó cũng muốn trụ lấy tiền anh em ạ. Cũng muốn săn con hồ ly tinh để kiếm tiền. Nhưng bị ăn thịt rồi anh em ơi. Chết luôn. Cẩn thận nó dụ mình đấy. To chưa? Cái đầu lâu anh em này. Đó. Nó để nó ăn thịt người xong rồi nó nếu cái đầu lâu nó đúng dụng. Kìa. Mình chưa giả lại nghe không được. Ui, nó thích đầu lâu rồi. Ui. Ai à. Con này nó vẫn đầu lâu, nó hút máu. Ui, này nó lắc này. Ui, nó gặp này. Để gần cho con gặp này anh này. Ui, nó gặp này. Ui, hút này. Ui, gặp. Ui, hút vào rồi. Ui. Chết rồi, đuôi lại. Ui. Ui, bóng em ơi. Ây. Có thấy không? Chạy đi em ơi. Chạy đi. Chạy đi. Cái gì đấy? Hả? Ui sao có cái gì? Vừa có cái gì đấy? Hả? Ui bắt vào cái gì đấy? Hả? Cái gì vậy em? Ui. Cái gì? Có cửa nào được, cửa động được nhỉ? Xem cửa có gì không? Sao cửa động đâu? Ôi. Ôi, hình như con đi. Ôi, hai bàn tay. Ôi, mọi người sao anh em? Hiếu ơi. Ôi, bà điên. Này, bà điên rồi. Anh điên. Ôi. Bà bị điên rồi. Bà điên. Ôi, bà khỏe thế. Tát cho bà ấy tỉnh đi. Bà sức mạnh rồi. Hả? Bà ấy bị điên rồi. Bà sức mạnh rồi. Hả? Ui. Gì ấy? Hả? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Bà ấy điên rồi. Chạy đi. Bắt hồ đi cho bà ấy nhé. Ui nhưng mà. Ui. Con mà bị điên ấy. Bà có sức mạnh rồi. Đi bắt hồ đi nhanh lên. Chị phải đi bắt hồ đi nhanh lên. Ui. Ui bà sức mạnh à. Tâm. Đi. Ui nhìn bà đấm bà kìa. Ui. Ui không biết đâu. Ui. Đi. Đâu đi. Hồ ly. Nhìn lại. Ôi. Cái gì vậy? Ui. Ui bà ấy đúng điên thật rồi. Ui. Ui ui. Ui cái gì? Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tự nhiên bà ấy bị điên à? Bà ấy kiểu như bà nhập zombie xong bây giờ bà có sức mạnh sao ấy. Ui bà kìa. Ui bà trợn với nhà kìa. Ui chạy đi.